What's up các bạn trẻ? Chào các bạn trở lại với Easycoin Channel. Hôm nay mình sẽ bắt đầu cái clip với recap của thị trường crypto tuần vừa rồi. Man, what the Bitcoin đâm đầu thẳng xuống đất từ 50.000 xuống 40.000 trong vòng 1 tiếng giảm 20% tổng giá trị. Chứ không phải là Bitcoin thôi mà cả thị trường crypto bị sụp chắc tầm 300 tỷ đô la. Cảm giác mấy cái ecosystem này đang thi đấu với nhau Ai có thể đâm đầu xuống đất nhanh nhất Crazy man Có vài lý do tại sao thị trường nó đang như vậy Điều thứ nhất Chính phủ Mỹ Chính phủ Mỹ giống như là cái thằng bạn mà Không có ai mời đến cái tiệc của mình hết Tiệc đang vui Có nhiều rượu, nhiều bánh, nhiều kẹo, nhiều bạn bè xung quanh mà bạn này chỉ đến để tham gia cái cái tiệc vui như vậy Không mang gì đến để lại cho cái tiệc mà lấy nữa uống rượu người ta uống bia người ta chính phủ bên mỹ đang muốn tax crypto president joe biden uh, mới ra cái infrastructure bill để tax cryptocurrency mà cho trader mới các bạn không có cần lo lắm về cái vụ này tại vì cái bill này nó vẫn chưa có rõ nó chưa có chuẩn giống như là một đoạn ở trong cái bill này nó nói là môi giới phải kiểm soát về uh, giao dịch thì mấy cái môi giới là giống như mấy cái exchange uh, uh, Binance hoặc Bitfinex Mà có vấn đề là mình, user, có thể giao dịch với smart contract Mà không cần thông qua một cái exchange, không cần thông qua môi giới Thì đến lúc đó ai có trách nhiệm cái sàn giao dịch đó Cái người uh, develop blockchain, mình user Phải để ý cả ngàn trade mình uh, trade trong một ngày You know, nó vẫn chưa có rõ lắm và có một điều nữa là bên Trung Quốc họ cấm cryptocurrency và tất cả mọi thứ mà liên quan với crypto Mà theo Alan suy nghĩ cái này thì họ không có cấm được lâu đâu Tại vì cryptocurrency rất là tiện, giao dịch rất là nhanh nó có nhiều rất nhiều function và phần lớn thế giới đã chấp nhận cái technology này rồi Ví dụ Singapore và Hồng Kông Một trong vài đất nước GDP cao nhất thế giới Tài chính rất là ổn định Họ cũng rất là support về Cryptocurrency Nhà nước Singapore cũng nói là nếu bạn không có adapt Cryptocurrency á là bạn sẽ bị thụt lùi Và có thể một vấn đề nữa là Black Friday I know nghe nó hơi kỳ Black Friday Mà các bạn có suy nghĩ đi, mà có suy nghĩ ví dụ mình có một triệu investor đi Họ rút 50 đô, ít, 50 đô thôi để mua sắm cái gì đó Là đã thủng 50 triệu ở trong cái market rồi Anyways, mấy cái dự án blockchain tốt nó vẫn đang cố gắng hoàn thiện Investors vẫn bơm tiền Team vẫn đang tinh thần tốt và vẫn xây dựng dự án Thì các bạn đừng có lo quá về cái market nó đang dip Các bạn hãy nhớ lúc nào con người sợ là mấy người lanh và khỏe họ sẽ tìm cơ hội để kiếm tiền Các bạn có coi như là bây giờ market nó đang đâm đầu xuống á Giá rẻ là các bạn có thể mua stock với discount Nói chung dự án nào liên quan với Metaverse vẫn ổn mình suy nghĩ bạn đầu tư vào dự án nào vẫn ok, vẫn có thể lãi được Trừ ra Cardano Mùa này năm ngoái stock vào crypto vẫn ổn Mình suy nghĩ năm nay mùa này vẫn như vậy Các bạn có thể để ý về hệ thống Solana, Avalanche, Kusama Và bạn có thể theo dõi về Chainlink nữa Các dự án này là đang ly lên hết Bây giờ Alan sẽ recap một tí về các dự án Easycoin đã gợi ý clip vừa rồi Metal Wars 2 uh, tuần vừa rồi mình bảo các bạn vào lúc là tầm 30 xu Xong nó nhảy gần đến 70 xu Là tầm 2x với giá entry Còn uh, Titan Hunters lúc mình bảo là 25 xu Xong rồi nó nhảy lên uh, 60 xu Thì uh, gần 3x với entry Và lúc mình bảo Mysteria là 2 đô Xong nó nhảy lên được đến 4 đô Là cũng tầm 2x trước khi cái dip Bây giờ, mấy cái dự án này cũng trở lại gần đến entry price của họ rồi Các bạn nào mà vẫn interested với mấy cái dự án này á Có thể là hiện tại là thời điểm đẹp để mua vào Các bạn nào mà follow Easycoin mà vào mấy cái dự án này sớm Có thể hiện tại là 3x tài khoản của mình rồi Congratulations mấy bạn Có thể mấy bạn đấy đãi được một buổi sushi dinner cho bạn gái hoặc bạn trai Mà không cần lo về cái bill Và có thể mình order cho mình một chai sake nữa chúng ta ở Easycoin đầu tư rất nhiều thời gian để tìm mấy cái gian tốt để mình có thể share cho các bạn nếu các bạn nào muốn update thông tin sớm nhất và nhanh nhất về crypto và metaverse hãy nhớ like và subscribe Easycoin Anyways các bạn thấy cái thị trường nó đang rớt các bạn đừng có lo lắm tại vì lâu lâu cái thị trường nó cần điều chỉnh lại để cho cái market nó stabilize và cũng có vài người vào để đầu tư sớm thì bây giờ thị trường lên họ thấy uh, họ lại cũng ổn rồi thì họ muốn exit mấy kỳ án liên quan như metaverse vẫn khá là ổn và cái đường đi của họ vẫn là còn dài các bạn nào mà muốn hôn lâu dài á thì hiện tại vẫn sớm để cho các bạn vào alan personally thì cũng mới mua thêm uh, vài titan hunter coins bây giờ mình sẽ vào cái chủ đề chính của hôm nay đó là các dự án mới đã có thể x tài khoản của mình các bạn có thể biết đến uh, dự án uh, decentraland hoặc là sandbox hai cái uh, dự án metaverse khá là khủng well việt nam mình thì có the parallel uh, the parallel là gì the parallel là một trò chơi uh, sandbox một trò chơi sandbox mình có thể xem nó giống như là một cái playground đi uh, mình nhảy vào một cái thế giới của nó mình muốn làm gì trong đó thì mình làm muốn xây nhà thì ok xây nhà được muốn mình muốn nuôi động vật thì ok thoải mái đi câu cá đi bơi đi chat với bạn đi đánh nhau đi đánh quái thoải mái bạn muốn làm gì thì bạn làm nó không có một câu chuyện hoặc là một cái nhiệm vụ mình bắt buộc phải đi theo mình chỉ nhảy vào một cái thế giới này xong mình tự đi khám phá mà ở trong thế giới the parallel nó sẽ thoải mái hơn một tí Tại vì các player sẽ có cơ hội để tự tạo ra content mới, uh, xây nhà gì mới hay là tạo niềm vụ gì mới cho ở trong cái hệ thống uh, The Parallel nó phát triển. Và ở trong game này nó sẽ có một cái hệ thống tên là Hydra System. Hydra System sẽ bảo vệ bản quyền của các player. Nó dùng AI Technology để kiểm tra các uh, NFT tất cả players tạo ra và nó sẽ bảo đảm cái mà mình tạo ra là đặc biệt và duy nhất. Nó sẽ so sánh tất cả NFT mình tạo ra và không có hai NFT nào sẽ share 85% đặc điểm giống nhau. Nó sẽ bảo vệ cái giá trị của cái sản phẩm mà mình tạo ra, có thể sau này mình cho thuê hoặc là mình bán cái NFT đó của mình. Thì lúc đó các bạn nào mà creative có thể share cái skill của mình để có thể kiếm tiền. Các bạn nào mà vẽ nhà đẹp thì có thể xây một cái biệt thự siêu đẹp. Ai mà thích ca nhạc thì có thể tổ chức một cái festival bán vé gì đó và cái game này họ cũng xây dựng cho VR uh, virtual reality thì sau này các bạn có thể đeo một cái, mắt, cái mắt kính xong mà nhập vào cái universe của họ và trò chơi này là một trò chơi free thì bất kỳ ai có thể tham gia được các bạn nào mà muốn biết về cách để kiếm tiền lúc đang chơi game á. Thì nó cũng hơi simple you know, chỉ cần chơi cái game thôi là cũng kiếm tiền. Tham gia mấy cái sự kiện bạn sẽ được tặng mấy cái coins ở trong game và các bạn nào mà muốn active phân á thì mình có thể farm hoặc stake hoặc buôn bán NFT trong game và hồi nãy mình cũng nói về một cái chủ đề á là mấy cái NFT mình tạo ra mình có thể thuê được ở trong game ấy. Theo roadmap của họ thì hiện tại họ chuẩn bị launch cái farming và staking về access của họ cộng đồng của Parallel cũng khá là lớn Hiện tại trên Twitter thì đang có 60.000 follower Và Facebook thì cũng tầm 40.000 Chúng tôi ở EasyCoin thấy cái dự án này cũng khá là thú vị Thì mình sẽ theo dõi sát về cái dự án này Hôm nay mình cũng sẽ có một cái dự án bonus dành cho các bạn nào mà theo dõi đến giây phút này mình cũng hơn mình tìm được cái dự án này Tại vì cái dự án này là mới tin luôn Mà cái vision của họ rất là lớn Mình cũng hơn để được giao tiếp với lead develop của cái dự án này Trước mắt tên của dự án là Robotopia Nó là một cái metaverse giống như là Parallel hoặc là Sandbox mình nói về hồi nãy Mà ở trong một cái thế giới Robo Và cái team này có cái vision Alan thấy cũng khá ok Là họ muốn đẩy mạnh vào cái phần social của cái metaverse Mong muốn của họ là tạo ra một cái metaverse mà thu hút các players vào cho mình nhập vai 100% phần để mình được experience cái thế giới mà họ tạo ra. Mình cảm giác thoải mái và vui vẻ lúc mình tương tác với các players khác. Cái style của nó rất là future và cái design của nhân vật hiện tại nhìn cũng khá là đẹp. Cái metaverse này có được xây dựng trên hệ sinh thái Solana và cái hệ sinh thái này là khá là ổn. Trên đây nó cũng có nhiều dự án khá là thú vị. Trong Robotopia mình cũng có thể mua đất mà đất ở đây không có giống như là mấy cái game kia ở trong RoboTopia mấy cái đất á, là một mấy cái platform mà mấy cái platform này nó không có chỉ ở một chỗ mà nó có thể di chuyển được với nó cũng được di chuyển trong một cái hành tinh thật ra mấy điều này chỉ là mặt nổi của dự án RoboTopia thôi Alan có đọc qua cái white paper của dự án này rồi và còn rất nhiều thứ khá là thú vị nếu các bạn mà hứng thú với cái dự án này á EasyCoin có thể cố gắng set up một cái buổi interview để mình có thể nói chuyện sâu hơn về cái dự án này vào mấy clip sau. Cảm ơn các bạn để xem clip hôm nay. Nhớ like và subscribe EasyCoin để mình cùng nhau x tài khoản. Peace.